5 phút sau nha. Hoàng Hải ơi, đêm hôm dọa nhau dọa cái gì đấy? Mình không ngủ được, mình lên đây ai còn ai chưa ngủ mà có ngủ lên đây nói chuyện có sao đâu. Mình có dọa gì đâu. Làm gì mà dọa? Sơn Hoàng ở đâu vậy? Chào, chào cả nhà. Chào những người bạn còn chưa thức, chưa ngủ được. Bạn cũng hay bị mất ngủ à, Sơn Hoàng ơi. Ngủ từ 11 giờ rồi đến 2 giờ đêm mới thức mà. Mình tên Huyền. Mình ở Vĩnh Phúc. Hoàng Sơn ở Hà Nội, Hoàng Sơn ở chỗ nào Hà Nội? Quận nào?
Nguyễn Điền chào nha. Mất ngủ bạn ơi. Lập Thạch Vĩnh Phúc. Phạm Hiếu ở đâu? Vũ Hương, mình ở Vĩnh Phúc. Bạn ở đâu đấy? Bạn ở xã nào? Chào em. Vâng, chào anh. Tối thế, tắt điện à? Đúng rồi. Đang ngủ nên tắt điện. Em đang ở Hà Nội à? Dạ. Em đang ở Hà Nội hay Vĩnh Phúc? Em đang ở Hà Nội hay Vĩnh Phúc á? Em đang ở Hà Nội. Chỗ nào? Em ở gần bến xe Mỹ Đình. À, đang làm gì ở đây? Em đi làm hàng ăn. Hàng ăn đó. Đây một anh thỉnh thoảng lên đấy làm một cái đấy. Có thằng ở cùng quê với em ngủ với anh đây nhưng mà nay nó lại đi Lạng Sơn rồi. Vâng, thế anh quê ở đâu? Anh ở Hà Nội à hay anh ở đâu? Thanh Hóa. Anh hả? Nên đã đến Thanh Hóa lần nào chưa? Có vào Thanh Hóa rồi. Ở gần Sầm Sơn đây. Ôi, nói chuyện thế này, bật điện lên nói chuyện tí đi. Cho mọi người cùng chợ cùng nói chuyện cùng với. Bật đèn á. Đúng rồi, Bật đèn nó sáng ra nó sợ. mọi người đang bảo sợ ma đây này. Sợ ma. Ủa. Bật đèn bây giờ sẽ đưa họ để im bật đèn. Mình tôn trọng mọi người thôi. Cũng bảo Lập Thạch đây thì Hiếu ở Lập Thạch, Hiếu ở xã nào Lập Thạch đấy? Mộ anh á hả? Anh tên là Hiếu đúng không? Không, Không, cùng anh. có một bạn tên là Hiếu đang hỏi là Lập Thạch, nhưng mà đang hỏi là Hiếu ở xã nào Lập Thạch. Không, tưởng nó là mỏ anh ấy ở đâu chứ. Xong bây giờ sáng chưa? Chưa biết là một sáng chưa, bây giờ là hơn 3 giờ rồi. Bây giờ hơn 3 giờ rồi. 3:20 rồi. Em ngủ từ lúc 11 giờ đến gần 2 giờ đêm, tự nhiên có cái nhà bên cạnh nó nuôi chó nó cắn kinh quá. Thế nào cũng mất ngủ. Thế Nó mai bố Sơn à? À thế à? họ buộc mõm chó lại. Ai mà biết được anh. Người ta bỏ bịt một mồm người cho ai có bịt được mồm chó đâu. Biết đấy, biết được là buộc lại là nó không cắn đâu.
ngày Hoàng Sơn ơi, nói chuyện đi Hoàng Sơn. em ở ngay Mình ở thị trấn Xuân Hòa nha. thị trấn Xuân Hòa luôn à. Mất ngủ nên dậy sớm mọi người ạ. Có mình em ở đấy nè hả, Dạ. mình em ở đấy đi à, Đâu có anh chị chủ người ta ngủ ngoài kia, có đứa em nó ngủ cạnh gần đây thôi. tưởng nó là có mình ở một chỗ vậy, nói chuyện thì sợ Anh làm gì chứ? bật điện chắc Anh đang làm người gì ta ở? mất, Anh đang làm gì ở đâu đấy? nó làm điện nước ở Hà Nội đây. Hoàng Sơn ơi, mình ở Vĩnh Phúc. Hiện tại thì Làm mình điện nước đang làm ở dưới Hà Nội. có ai ngủ Ngô ấy Gia chứ, ơi, Ngô Gia ngủ đi Ngô Gia ơi. Mình nói chuyện một chút nữa thì mình cũng đi ngủ đây. Nói chuyện cùng mọi người tầm 10 phút nữa. mọi người có hay về quê không? Có, tháng nào cũng về quê. Nhà gần từ đây về Vĩnh Phúc cũng có mấy chục cây. 80 cây. Sao ấy, sao cái thằng nó ở vùng anh này nó bỏ luôn. Từ nó về nó chạy xe máy có 60 cây thôi. Từ chỗ em làm để mà tính đi xe máy về chỗ về đến nhà nó rơi vào tầm 70, gần 70 cây đấy. Đi xe máy về độ hơn 2 tiếng rưỡi, 2 tiếng Người người đẹp chào nhá. chứ là em bán hàng ăn này hả? Vâng. Chỗ nào để lúc nào anh lên anh ghé thử. Thế anh có phải nấu, thế anh đi làm đấy chỉ chắc nấu cơm chứ thì gì phải ăn cơm cơm bình dân. Có chứ, ăn cơm nhiều chứ. Nhiều lúc lên Hòa Bình ấy, chỗ công viên Hòa Bình ấy, làm ở trên đấy hay đi làm xa rồi là Chào người Việt Nam. ăn cơm ở ngoài thôi. Chỗ anh làm một đông người làm không? Đông, mười mấy người á. Mấy người á? Mấy mấy người mà không nấu cơm mà phải đi ăn cơm quán thì Không, nghĩa là vẫn có người nấu nhưng mà hôm tức là đi cứ đi xa là đi chỗ nào là ấy không về nữa, là buổi trưa là cứ hay ăn quán thôi. Thì cứ cần Thanh Hóa thì anh ở huyện nào Thanh Hóa anh ơi? huyện Hà Trung ấy, Bỉm Sơn ấy. Bỉm Sơn ấy, Bỉm Sơn Thanh Hóa. Biết biết có biết Bỉm Sơn Thanh Hóa. Em vô đây lần nào nhỉ? Có, năm ngoái em vào rồi, nhà em có chị gái lấy chồng Thanh Hóa rồi. Chỗ nào? Lấy chồng ở huyện Quảng Thanh Hóa một Xương cái ấy, giọng. huyện Quảng Xương Thanh Hóa, Biết rồi, cách em Sầm sợ. Sơn tầm 4 cây. Rồi, biết rồi. Thì anh cũng có con em nó lấy chồng Quảng Xương đấy. À. Nhưng Anh đi ra Hà Nội mà làm thì mấy tháng về một lần? lâu lâu mới về, có việc gì mới về chứ không kể đâu. Từ Hà Nội vào, từ Hà Nội về nhà anh nó cũng phải rơi vào tầm hơn 100 cây nữa nhỉ, 100, 600, 700 đấy nhỉ.
không đến 130 thôi, 230 thôi. Đi hết tỉnh Ninh Đến. Bình là đến tỉnh nhà anh luôn. À, đến luôn, nó đầu ra Thanh Hóa luôn. Bỉm sợ cái gì xi măng bỉm cái gì sơn ấy nhỉ. Mong từ đấy đúng rồi. Đến hai nó nằm ở chênh vênh như chỗ vừa Ninh Bình vừa Thanh Hóa đấy đúng không? Đúng rồi. Qua cái dốc xây đấy. Qua dốc xây mấy cây là tới. Ủa cái đường hầm cua cua đường hầm đấy. Chắc em đi Sầm Sơn này biết chứ. Em vừa đi vào Thanh Hóa tháng 7, tháng 8 năm ngoái. Tính ra cũng được 8 9 tháng. Gần năm rồi lắm. Vâng. Đấy là em bán cho mình nên là bán cho họ bán hàng ấy. Hả? Dạ. Em bán hàng cho chủ nhà hay là Không ạ, em đi làm hàng bán thuê, em đi bán thuê thôi. tháng nó được 6-7 triệu. Tháng em được gần 6 triệu, 5 triệu rưỡi. Không lại đi Dạ. có vậy thôi á. Thì đi làm thuê thì có vậy thôi, mình có làm chủ đâu, người ta làm chủ tháng mới được vài chục triệu, mới hơn chục triệu, mình đi làm thuê thì thế thôi. Cũng có em nó làm cùng, đứa em nó làm cùng mình, nó đi mới đi làm nó chỉ được có 4 triệu, nhưng mà mình làm quen việc với hai nữa em cũng làm. Mình chuyên nấu nướng ra thì mình được lương cao hơn thôi. Trên Vĩnh Phúc đây nhiều làm công ty trên đây Dạ. Vĩnh Phúc ấy, khu công nghiệp nó nhiều lắm rồi. Vâng, nhiều mà. Nhiều công ty lắm. Ở khu công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Yên, với Phúc Yên lắm. Làm ở gần nhà này nó dễ hơn, tiện, thỉnh thoảng về thăm gia đình. Thế anh làm điện nước thế thì tháng lương được chục triệu không? Làm điện nước lương cao lắm nhỉ? Được không cao lắm, bình thường. Đấy là thợ mới được nhưng mà phụ là không được. Cũng 5-6 triệu như bọn em. Dạ. Với cái thằng nó ở cùng anh này nó cũng quê em đấy. Hàng chục hơn chục đấy. Chào nhá, chào mọi người mới vào nhá. Cuộc sống mới. Bây Giờ 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 sắp còn thức lắm. à chị ơi. Chị hai ơi, chị cũng giống như em ấy, ngủ rồi nhưng mà Giờ bị mất lắm. ngủ lại dậy thôi. Cho nhiều người thức khỏe. Vừa nói chuyện xong tự nhiên không biết bấm vào cái gì, thế là nó bị tắt, xong bấm lại thì bạn bè cũ đi đâu hết rồi ấy. Đây toàn bạn bè mới lên thôi, bạn bè cũ đi ngủ hết rồi. Không, ngủ rồi anh, ngủ rồi nhưng mà quá nó Không, vẫn vừa tỉnh ấy dậy. xong không biết chạm vào cái gì nó dừng, xong bấm lại thì mọi người đang có một anh đang nói chuyện. Nó vào Facebook quay để ý lại thấy em đang livestream vào nói chuyện tí nữa. Thỉnh thoảng em
không ngủ được thì em cũng thích vào nói chuyện với mọi người. Anh em thi thoảng lắm bữa 1-2 giờ 3 giờ sáng lại tỉnh ngủ lại thức. Hôm qua còn ngủ nó có hơn tiếng. Em mấy tháng này không lâu lắm rồi em mới vào live stream hàng năm rồi ấy. Ít vào nhỉ? Không anh cũng vào đâu. Ít vào lắm. À, có ngại lên lắm. Tại lần này thấy muộn muộn thì lại thấy em này lại lên nói chuyện vậy chứ đã lên nói chuyện với ai bao giờ đâu. Em cũng ngại lên lắm nhưng mà nghĩ cứ thấy nằm khó ngủ buồn buồn bảo xem có bạn nào chưa ngủ lên nói chuyện chút. Em được mấy đứa ấy? Ừ, em hai cháu rồi. Một thằng một con à? Em là Vâng, một cu một cún. bây giờ đang ở nhà với ông bà hay sao? Vâng, đang ở nhà với bà nội. Vậy ông xã làm ở đâu? Chẳng biết, Hay là hai vợ chẳng chồng chẳng biết làm đâu, đó không biết làm đâu. à? Vậy à? Thế em không nuôi đứa nào à? Nhà em hai hai cậu nhà em hai được hai cháu thì em nuôi một cháu. À vậy. Bây giờ đang với ông bà ngoại à? Nguyên 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 một lên sóng nhưng mà hiện tại thì đang có một anh bạn đang nói chuyện cùng rồi. Em Sao anh? giờ là đang ở ông bà ngoại một người à? Cả hai đứa đang ở Không, em hai cháu như vợ chồng em cuộc sống nó thôi không biết có rồi, niềm em biết rồi. vui như mọi người thì mọi người chia tay nhau thì hiện tại chồng một đứa vợ một người vừa đứa nhưng mà con cái thì đi làm thế này thì ông bà ngoại em thì cũng đi làm ăn nên là hiện tại Ông thì bà gửi ngoại bà nội trông. ở đây thì ai cũng nhiều cái hoàn cảnh Anh Nguyên ơi, chờ giống. một chút nhá, để anh đang nói chuyện với anh này một chút. Xong chốc nữa anh để anh buồn ngủ thì mời anh lên sóng một chút xong mời trả xong này đi ngủ thôi. Em cũng phải đi ngủ tí nữa phải đi ngủ rồi mai còn làm rồi. Bây giờ chuyện là tình cảm biết đâu được. Cường Hoàng đang bảo là kìa thợ xây kìa nhìn cái cảnh anh nằm là đúng là thợ xây rồi. Thế cánh nằm Thế ngày xưa các đây là ngày xưa người ta trêu là ai ơi chớ lấy thợ xây chỗ ăn chỗ ở như dê nó nằm ấy. không, chỗ anh là đúng là thuê một cái biệt thự đấy nhưng mà lại thì nó chung chát ở khu đô thị Văn Khê ấy, em biết không, thuê biệt thự thật đấy. Đây này Ôi trời ơi, đây có Nguyễn khác Tranh ơi, Nguyễn Tranh đang nói cái câu này này mọi người này. Thấy hai người ổn rồi đó, cầm tay nhau ra khỏi nhóm đi hi hi. À, Nguyễn Tranh ơi, Nguyễn Tranh nghĩ gì mà Nguyễn Tranh bảo hai người ổn rồi. Đây là một hai người bạn tâm sự thôi, nói chuyện về công việc thôi chứ chả có cái gì cả. Mà mình lên minh nhóm mình cũng chỉ tâm sự thôi, có ai mà có hoàn cảnh hay là mất ngủ thì lên tâm sự cùng với mọi người thôi. Chứ còn hai người mình với anh này lên nói chuyện cũng như là các bạn thôi, chẳng chưa biết gì về nhau cả. Đây là nói chuyện bình thường, chẳng có vấn đề gì cả. đúng rồi bây giờ. Ôi trời ơi, cuộc sống mới ơi, ứ em hỏi chị hay thế, em hỏi chị ứ trả lời.
Thông cảm nha, cuộc sống mới ơi. Chị em hỏi chị cái gì đấy? À. Hương Hoàng, còn anh nè, thế anh hỏi còn anh này là như nào, anh hỏi em cái gì đấy? À, em hỏi chị ở đâu gì? Chị nói với mọi người, với các bạn, tất cả mọi người từ đầu. Còn những bạn mới vào, chắc em mới vào, em chưa nghe tiếng đúng không? Chị bảo chị ở Vĩnh Phúc. Phúc đấy, Tam Đảo đấy. Em hỏi chị cứ trả lời, chị trả lời đi nhá. Chị ở Vĩnh Phúc nhá. Nguyễn Tranh, người ấy nói đúng ý của anh đấy, hi hi. Ý của anh là ý như thế nào? Em chưa hiểu ý của anh nói gì. Anh nói gì, anh hỏi gì, anh nói đi, nói lại đi, em trả lời cho. Vì là có một anh bạn lên nói chuyện nên là mải mê tâm sự với anh ý, nên là không hiểu mọi người hỏi mình cái gì nữa. Nên là có chỗ nào mình không để ý, mình không để ý thì mọi người thông cảm nha. Thế em ở đây là cũng gần Tam Đảo đúng không nhỉ? Không, em từ chỗ nhà em đến Tam Đảo nó rơi vào tầm 25 cây đấy, nó cũng không phải là gần đâu. Vì em ở Lập Thạch chứ không phải ở Tam Đảo. Từ Tam Đảo lên chỗ Lập Thạch nó rơi vào tầm 25 30 cây. Thằng là nó cùng anh nó ở cũng gần Tam Đảo đấy. Và thế thì cũng không gần nhà em đâu. Thằng này nó cũng em vợ cũng nhiều tuổi rồi mà nó chưa lấy vợ, không biết sao anh với nó ở lại ở cùng nhau này, nó lại đi công chưa, thằng kia nó lại điều lên Lạng Sơn đang làm lên đấy. Anh bạn ơi, anh bạn nói chuyện cùng em ơi. Ơi Cho phép em cho Nguyễn Tranh lên nói chuyện chút nhé. Vâng. thôi em Nguyễn Tranh muốn nói chuyện gì lên đi. thôi à, hẹn gặp lại em sau. Vâng nhá, chào anh nhá. Mà anh cũng cứ theo dõi đi, theo dõi mọi người nói chuyện cùng nhau cho vui đi. Rồi. Anh là Vũ Hùng nhưng mà là sao Vũ Hùng, Vâng, em biết ạ. nhưng em là cũng là tên thật luôn ở trên đấy hả? Ôi trời ơi, Nguyễn Tranh này chán thật đấy nhờ. Nói đi, thích thì lên thôi. Lên đi. Đây, bức tranh có thấy lên đâu. Lên đi nào, mời nào. Sao em mời thôi để anh ấy đi cho Nguyễn Tranh lên Anh thông cảm nhé, à. anh cứ vào theo dõi nói chuyện cùng mọi người nha. Cường Hoàng lại cái gì đây? Cường Hoàng muốn nói cái gì đây? Nói đi nào. Xin lỗi nha, số điện thoại của mình là mình không cho được đâu. Mình chỉ có thể đi livestream nói chuyện với mọi người như thế này thôi.
còn cảm thấy muốn nói chuyện với bạn bè thì kết bạn Zalo Facebook nha, còn số điện thoại thông cảm nha. Thì không ai muốn nói chuyện nữa à? Nguyễn Tranh ơi, người đấy xuống rồi, Nguyễn Tranh có thích nói chuyện thì lên đi. Giờ này chị đang ngủ này, chị đang nói chuyện mọi người này, đang nằm ngủ thôi. Đang nằm thức để trò chuyện cùng mọi người thôi. Còn công việc của chị thì chị đi làm thuê. Chị làm thuê, chị đi làm hàng ăn. Mình mời Nguyễn Tranh hơi nhiều đấy. Vì Nguyễn Tranh có đề xuất nói bảo là cho em bạn lên. Mình đã mời bạn rồi. Cường Hoàng bây giờ cho bạn lên nhá. Chào em. Hello. Chào anh. Dạ. Em đang rồi Em đang ở chỗ á. ngủ. Anh hỏi là em quê ở đâu? Thì anh em nói rồi, anh biết rồi, anh còn hỏi nữa. Anh hỏi. Giờ chỗ hiện tại ấy, chỗ em đang Ừ, làm em ấy. đang ở Hà Nội. Em ở trên Hà Nội, anh đang Hà Nội. Anh chỗ nào Hà Nội? Anh á. Anh ở Mỹ Đình. Từ Mỹ Đình xuống cho em nó rơi vào tầm 16 cây. Em chỗ nào? Em ở bến xe Đan Phượng Hà Nội, em đường 32 ấy. Quán ăn đối diện thẳng Em biết. quán ăn đối diện thẳng bến xe Đan Phượng sang. À, bên xe anh Phượng thì lại gần quê nhà anh quá, gần quê nhà anh rồi. Anh ở Phúc Thọ, em bên Phúc Thọ Từ Phúc Thọ xuống cho em nó chắc nó rơi vào tầm phải chục cây ấy nhở. ừ, thì anh đi qua đấy suốt mà. Vâng. Sáng đi Đức tối không lại ơi, về. ngủ đi, mai mà làm đang buồn muốn chết rồi nè, sao mà buồn thế? Em
Anh thông cảm nhá, thông Đâu cảm em, anh nói chuyện với em nhưng mà thì có những các bạn hỏi em thì em phải có những lúc em phải trả lời. Vì vì để em cứ là trả lời bạn thì đi. mình không phải có một mình em với anh là bạn, bởi vì mọi người ở đây thức rất là nhiều. Thế mà người ta hỏi mình mà mình không trả lời thì người ta cho rằng là mình khinh người, mình không trả lời ấy, anh hiểu không? Thì cứ cho là thế đi đâu. Kiều Đức ơi, sao mà buồn thế? Sao lại bảo là buồn muốn chết rồi nè? Có sao đây? Có tâm sự gì đây? Chia sẻ đi, mọi người cùng góp ý tham gia nào, cùng nghe nào. Nguyễn Tranh hi hi. Gọi nói chuyện nghe, gọi nói chuyện nhưng mà hiện tại bây giờ đang có một bạn nói chuyện đây này. Một lúc có lên sóng được hai người không? Hai người rồi. Nguyễn Tranh. Rồi ok, nói chuyện gì đi, có chuyện gì mà buồn muốn chết rồi đấy, chuyện gì đấy? Sao mờ thế? Nguyễn Tranh ngủ hay đã thức ở đây? Thức thì chấm một cái mà ngủ thì chào một chữ nha. Chả hiểu. Em mời anh Đức Tranh lên nói chuyện nhé, cùng với mọi người nhé, được không? Ok không? Trời ơi, Kiều Đức ơi, gọi nói chuyện tí mà chẳng nói chuyện gì, coi như là lên hình không thôi, chẳng biết làm đang đang làm gì nữa. Ôi trời ơi, hôm nay mới được Nguyễn Tranh khen mình đấy, chưa thấy ai khen đâu. Đẹp gì nữa, già rồi. Nguyễn Tranh ơi, lên hình đi, Nguyễn Tranh ơi, lên đi. Mời bạn đấy. Lúc nãy thì rất nhiều người yêu cầu muốn lên nói chuyện mà hiện tại bây giờ chưa thấy có ai. Có ai có tâm sự buồn không, muốn nói chuyện cùng mọi người không? Nên đây giao lưu nói chuyện trực tiếp cùng mọi người đi. Nguyễn Tranh có tâm sự gì không? Vui buồn không? Lên đây. Kiều Đức tưởng thế nào? Đề nghị nói chuyện rất là oách mà lúc lên thì mất tích luôn. Chán thật đấy. Nguyễn Tranh này
Lúc đề nghị lên mấy lần xong đến lúc mình mày lên lại không thấy đâu. Trời đất ơi, con người thì cũng phải có người xấu người đẹp chứ, phải có trẻ mới có già chứ, có ai trẻ được mãi mà có ai ấy đâu. Ai mà giải thích trẻ à? Cũng phải có một thời trai trẻ, không phải đến có một thời già để cho lớp trẻ nó còn lên chứ. Lớp con nít nó còn lên chứ. Hello Bảo Trai, xin chào. Nếu không ai nói chuyện, không ai nói chuyện nữa là mình đi ngủ đây. Anh nói chuyện với mọi người như thế người ta buồn lắm đấy. Xấu trai hay đẹp trai em không thành vấn đề, đã là bạn dù xấu hay đẹp cũng là bạn. Đâu cứ phải là chọn người đẹp làm bạn hay người xấu không làm bạn đâu, với em xấu đẹp làm bạn bè. Còn đã làm bạn bè lên đây để tâm sự thì xấu hay đẹp có quan trọng gì? Em nghĩ là anh Nguyễn Tranh đang chém gió đấy nhá. Sao thế, mời lên rồi sao lại từ chối không lên thế nào? Hà Vân. Em thì cũng không buồn mà cũng chẳng vui, con người em lúc nào cũng chỉ có vậy thôi. Bà cho tí điện lên không tí nữa lại có người bảo dọa ma đấy. Chào mọi người. Chào em nhé. Vâng, chào anh nha. Sao nhìn thấy anh này quen quen đấy nhở? Anh ở trong Đắk Nông. Anh ở Đắk Nông á? Thế thì xã hội này cũng có rất nhiều người giống nhau nhở? Nếu mà Đắk Nông thì chắc là chưa gặp bao giờ rồi. Nhưng mà cũng em cũng có một anh bạn cũng quê ở Vĩnh Phúc nhìn giống anh lắm.
Chào mọi người nhé. Không dám nói to mà cô nó ngủ. Ôi trời ơi, con trai ngủ mà lên sóng để làm gì? Con trai mất ngủ chết. Buồn quá, nên nói chuyện mọi người. Anh tên là gì đấy ạ? Anh tên là Chuyên, sinh năm 82, vâng, em sinh năm. vâng, thank you, cảm ơn anh. Anh Chuyên ơi, anh thông cảm cho em nhá, bởi vì là em và anh là bạn bè trên tất cả mọi người, nhưng mà với em thì có rất nhiều bạn đang hỏi em làm gì này, em sinh năm bao nhiêu này, hiện tại em làm gì này, em ở chỗ nào, Vĩnh Phúc này. Khi nói chuyện với anh thì vẫn có thể em nói chuyện với mọi người một chút nhé. Ok. Nguyễn Tranh ơi, mình ở Vĩnh Phúc, mình ở chỗ nào cơ á? Mình ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc nhá. Thế Nguyễn Tranh ở đâu? Mà Nguyễn Tranh sinh năm bao nhiêu? Thôi anh xuống đây cho con nó ngủ. Chào mọi người nhé, chào em. Dạ vâng. Sinh năm 83. Nghề nghiệp, công việc, gia đình sao anh? Sao em mời anh lên nói chuyện khó thế nhở? Tôn trọng em lên nói chuyện đi. Mời anh một lần nữa đấy. À vậy thì xã hội nó là như thế đấy, đàn ông cắm sừng vợ cũng rất là nhiều. Thì cũng phải có đàn ông đi ngoại tình thì đàn bà nó mới đi ngoại tình chứ, có trách thì trách đàn ông chứ. Đàn ông mà không khéo mồm dụ dỗ thì đâu có đàn bà đi theo tình đâu, đi ngoại tình đâu. Mời mai không lên. Em chào tất cả mọi người ạ. Em chào từ đầu đến cuối rồi, bây giờ em lại chào tiếp. Vì có người vào từ đầu, có người vào giữa và có người vào cuối nên em chào lại, em chào tất cả nhà luôn. Cường Hoàng ơi, Cường Hoàng lên sóng nhưng Cường Hoàng không nói gì cả, chán đời lắm. Chẳng có gì mà khó anh ạ, tìm duyên đến tự nó đến mà, có gì đâu phải tìm anh, tình nó đến thì tự đến mà cưỡng cũng không được. Bong bóng ơi, mời bong bóng lên nhưng mà sao không xem được nhỉ? Thank you.
Chị Nguyên ơi, chị Nguyên hỏi đang làm gì đó, hỏi cái gì đang làm gì đó. Nhưng giờ cái ác cảm anh vẫn còn luôn. Ô, em cũng giống anh như này. Chồng em cũng đi ngoại tình đấy. À, lúc đầu em cũng suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng mà nghĩ ra cho cùng mình chẳng bao giờ tiếc những cái con người sống nó đều giả với mình cả. Mình cứ để xem những cái người người ta đi tìm cuộc sống khác người ta có hạnh phúc hơn mình hay không thôi. Dù chồng em á gọi điện năn nỉ quay lại xin lỗi nhá, không bao giờ có. Cái bát nước đổ đi mà hớt lại nó chỉ là bát nước đục thôi. Nguyễn Tranh ơi, có chuyện gì vui buồn lên nói chuyện đi. Có gì mà ngại đâu, đi vào trong cái hội này nói chung là có chuyện buồn, có những cái chuyện muốn tâm sự mọi người ấy. Thì mình vào đây giao lưu kết bạn. Em còn chưa trả lời em chia sẻ với anh em cũng không để ý cái việc anh hỏi em sinh năm bao nhiêu á. Em sinh năm 87, Đinh Mão. Em trả lời rồi nhá. Em thấy thích anh nên nói chuyện rồi đấy. Em có thể làm bạn với tất cả mọi người. Em cũng đang nói chuyện với cả anh nữa, Thanh Ba Thái. Với em thì tất cả mọi người đều là bạn. Em có hai cháu, một trai một gái. Con gái em 8 tuổi, con trai em năm nay 6 tuổi rồi. Tại vợ chồng em đi dị nhau thì mỗi người nuôi một đứa. Em nuôi một đứa cháu lớn năm nay 8 tuổi con gái, chồng em nuôi đứa con trai 6 tuổi. Hiện tại công việc em đi làm thuê nên công việc sống vẫn bình thường ổn định, niềm vui vẫn bình thường. Cảm giác của có cuộc sống dễ chịu hơn lúc có chồng. Ôi giời ơi, anh lên đi. Sao một cái quan niệm xấu hay đẹp nhỉ? Em có đẹp đâu. Em là em nên giao tiếp nói chuyện mọi người, thêm bạn thêm niềm vui có sao đâu.
Mình nói chuyện đàng hoàng nghiêm túc, còn người nào nói chuyện không đàng hoàng chút thì mình không quan tâm và lý mà mình sẽ mời ra khỏi luôn. Chết rồi, bây giờ là đã là hơn 4 giờ rồi. Không biết mọi người sáng ngày mai có phải làm không nhé. Nhưng mà mình là tầm tầm giờ là mình 5 rưỡi mình phải dậy làm rồi. Em mới ly hôn. Em ly hôn chưa được 1 năm đâu. Chẳng buồn gì cả, tự nhiên hôm nay em mất ngủ thì em cảm thấy muốn nói chuyện với mọi người thôi, nên xem có ai thức, nhưng mà công nhận là đông người thức quá. Anh Khánh ơi, anh chưa ngủ à? Không, em không bán phở đâu, em bán cơm phở cơm bình dân thôi nhá, không có phở đâu nhá. Nếu bữa nào anh mà lười ấy, nấu cơm thì em ăn cơm bình dân. Hôm nay em cũng nói chuyện với một người sinh năm sinh năm 72 sinh năm 72 quê ở Hải Phòng, cho vợ đi sang Trung Quốc làm ăn. Cho vợ sang Trung Quốc làm ăn, vợ lấy chồng luôn bên đấy, mà người đấy ly hôn 13 năm nay rồi. 13 năm nay rồi mà người ta cũng chưa tìm được một người nào cảm thấy thích hợp. Nói chung là cuộc sống gia đình vợ chồng, nếu như mình lớn lên và lập nghiệp và xây dựng một gia đình, cuộc sống gia đình của mình ban đầu mình cảm thấy nó đơn giản, mình yêu thì mình lấy nó dễ dàng. Nhưng khi mình đã trải qua một cuộc sống đã từng có gia đình hay là đã từng có con cái rồi, để mà vợ chồng khi sống với nhau không có hạnh phúc hay niềm vui ấy, mà mỗi người mỗi nơi, con một nơi bố một nơi mẹ một nơi, hay là con ở với bố hay ở với mẹ, cuộc sống để mà một người đàn ông hay một người đàn bà mà để nghĩ đến một cái tương lai, để mà sát cánh, để bước theo một con đường để tìm đến một hạnh phúc mới ấy, nó không đơn giản đâu, nó khó lắm. Vì vì mình trong cuộc sống của mình đã bị tổn thương và mình đã bị mất niềm tin rồi ấy, để mình tìm được một hạnh phúc để mà tin tưởng ấy, hoặc là mọi thứ về con cái, để mình ví dụ như một người đàn ông hay một người đàn bà bước để tìm đến một nửa cho mình về sau này, thì dựa dẫm vào những lúc mình tuổi trẻ hay là về công việc hay tuổi già chia sẻ công việc niềm vui mọi nỗi buồn ấy, để mà hiểu về nhau ấy. Mình nói chuyện chung chung tất cả mọi người đây, những người nào mình có gia đình hay chưa có gia đình, hay cuộc sống vợ chồng hạnh phúc hay là không hạnh phúc ấy, mình nói chuyện chung chung mọi người ấy.
Nó khó, nó không như cái ban đầu mình chưa xây dựng gia đình với ai. Nếu mình đàn ông hay đến đàn bà hướng lên chưa lấy chồng lấy vợ, yêu nó đơn giản, mình cảm thấy thích thì mình lấy, nó không có cái gì ngăn cản hay cản trở mình hết. Kể cả bạn cũng thế thôi, bây giờ bạn có, ví dụ bạn chưa lấy ai thì bạn yêu một người, bạn thích một người là lấy, hoặc người nào thích bạn là lấy, là đơn giản. Nhưng khi bạn đã xây dựng một lần rồi mà bạn đã từng đổ vỡ rồi, bạn tìm đến một người để bạn yêu, để bạn nương tựa, thì bạn suy nghĩ trăn trở rất nhiều vấn đề, rằng là bạn lấy một người vợ nữa về liệu người ta có yêu con bạn hay không, có cùng bạn chung sống một cuộc sống sướng khổ cùng bạn hay không nhé. Hoặc là người đàn bà cũng thế, người ta cũng muốn tìm cho người, cho mình lấy một người, người chồng hay một người đàn ông một bờ vai để nương tựa ấy. Người ta cũng không biết rằng người ta có tìm được một người có thể hiểu được mình, có thể yêu quý mình hơn người chồng của mình trước kia, người ta có đối xử tốt với mình không, hay là một lần đổ vỡ rồi ấy, rồi người ta lại tìm lấy một người nữa, người ta lại đối xử với mình còn tồi tệ hơn cả một người chồng đã từng sống với mình rồi. Hoặc là ví dụ như bản thân mình đấy cũng thế này, cũng đã từng lấy chồng, cũng sinh sống với chồng cũng từ 2006, khi vợ mình chồng mình bỏ nhau để mà xảy ra chuyện chồng mình đi ngoại tình theo một người khác, nó vào tháng 8 năm kia thôi, khi mình biết chồng mình đi ngoại tình, mình cũng khuyên chồng mình rất nhiều mà cũng tham gia và cũng động viên cũng khéo léo để cho chồng mình quay đầu về, nhưng mà cái duyên cái nợ ấy, không phải là mình không có cái tài để mình làm cho chồng mình yêu, mà nó như kiểu là người ta bảo có duyên thì đến, hết nợ thì đi ấy. Nên là dù mình có cách khéo léo đến đâu thì cách khéo léo, mình càng lừa, mình càng mộng, mình càng kéo về thì người ta tự càng giãn ra, nên chả có gì phải buồn cả. Người ta bảo có duyên tự đến, có hết nợ thì tự đi ấy. Nên là đừng, đàn ông hay đến đàn bà đừng có nghĩ rằng ấy, đừng có nghĩ rằng ấy đàn ông bỏ vợ là xấu hay đàn bà bỏ chồng là xấu. Con người nó có cái số cái phận rồi, chẳng có ai thì đàn ông hay đến đàn bà mà lấy nhau ấy mà thích bỏ nhau cả, chẳng bao giờ. Kể cả mình lấy chồng mình 11 năm, tính ra 11 năm rồi, chưa bao giờ mình nghĩ rằng cuộc sống của mình hay bỏ nhau đâu. Nhưng mà đúng là cái kiếp, cái số con người vợ chồng nó cũng đến duyên đến phận, nó cũng phải có lúc phải tự giãn ra, tự tự nó tìm đi. Con người nó có cái nhân duyên hết, nó có cái số phận hết. Có ai muốn khổ đâu, có ai muốn nghèo đâu. Tại sao có những người người ta làm láo nhưng mà ra tiền, có những người làm tắt mồ hôi ra mà vẫn đồng tiền vẫn cứ trôi tuẹt đi. Có nhiều hôm mình cũng buồn lắm, suy nghĩ nhiều lắm, như mình bảo là mình suy nghĩ nhiều thì mình khổ nhiều. Tóm lại mình cứ để cho cuộc sống nó trôi theo, nó sống tự nhiên đi. Nguyễn Tranh ạ, à, Nguyễn Tranh hiểu mình nói chưa? Nên là bạn đừng có buồn. Có anh bạn gần sinh năm 72, vợ đi lấy chồng Trung Quốc 13 năm nay rồi, mà người đấy cũng đã cũng có tâm sự nhiều, cũng mình cũng anh ấy tuy nhiều tuổi hơn mình rất nhiều, nhưng mà khi anh đấy nói chuyện với mình, anh đấy cũng rất là ngại vì anh ấy nghĩ rằng anh đấy già rồi mà mình lại ít hơn anh đấy mười mấy tuổi, nên anh ấy bảo là nói chuyện với anh, nói chuyện mình anh có nữa ấy không, em có chê anh không. Mình nói luôn, mình bảo mình cũng hỏi nói luôn luôn, mình bảo chẳng có gì mà chê, chẳng có gì là ngại, chẳng có người, xã hội thì cũng phải có người này người nọ, người xấu người đẹp, không có ai là đẹp tất mà cũng không ai xấu tất,
Ai cũng thích sinh ra con người được hoàn hảo về mọi chuyện, nhưng mà nếu mà xã hội ai cũng như ai thì nó không gọi là xã hội. À, Nguyễn Tranh à, em là phụ nữ, anh xin hỏi em một chút nhé. Lúc xác định lấy người đấy để làm chồng rồi anh mới phân vân vì chưa đi đi trời đi trời sao mà lúc có con rồi lại muốn sao chồng vậy thì sao chứ? Nói chung là cuộc sống ấy, cuộc sống mọi người thì mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, mình cũng có hoàn cảnh khác nhau, mình cũng có lối sống khác nhau, lương tâm hay trí óc con người cũng có một suy nghĩ khác nhau. Có những người thì suy nghĩ rất nặng nề, nhưng có những người vợ chồng với nhau, có những người bỏ nhau là đau khổ, nhưng có những người người ta lại mong rằng cuộc sống không hạnh phúc, người ta muốn giải thoát để người ta tìm cái cuộc sống nó thoải mái hơn ấy. Mình thì mình cũng không hiểu về trước kia bạn ấy, vợ bạn, vợ anh là như thế nào. Nhưng mà thôi, anh đừng có buồn nữa. Anh cứ sống chịu khó làm lấy tiền nuôi con đi. Còn duyên số duyên phận sẽ có lúc anh tìm được một người yêu thương anh thôi. Mình muốn không bằng trời nó muốn cơ mà anh có tìm thế tìm nữa mà duyên số của anh chưa gặp được người ta thì anh cũng chưa chưa thể tìm được đâu. Còn khi anh không thích, khi cái duyên cái số của anh ấy mà nó đã đến ấy, dù anh có không muốn thì cái duyên cái số người ta cứ cứ xám vào anh, cứ theo anh thôi. Còn đàn ông hay đến đàn bà cũng thế thôi anh ạ. Đàn ông cũng không phải là hẳn là cũng có người tốt cũng có người xấu, không hẳn xấu tất mà tốt tất, cũng không phải là có người để giả, để phụ nữ cũng thế thôi, cũng có những người yêu chồng thương con quan tâm gia đình hết mức. Người ta bảo trong cuộc sống ít khi được ai cũng muốn được cả vợ lẫn chồng, nhưng trong cuộc sống người ta vẫn nói rồi, được vợ thì hỏng chồng mà được chồng thì hỏng vợ, để một gia đình mà được cả vợ lẫn chồng để được mọi thứ thì cũng có, như trường hợp đấy nó chiếm tỷ mượn 100 thì chia ra ba 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 tỷ lệ, một chữ tỷ lệ là trung bình, một tỷ lệ là hạnh phúc, một tỷ lệ là lăng nhăng và ngoại tình. Nguyễn Khánh, ok anh. Em check kết bạn với anh. Và bây giờ đã là bây giờ 4 giờ 19 phút rồi. Mình tâm sự với mọi người cũng được đến 30 phút rồi ấy. Mình muốn ngồi nói chuyện với các bạn thêm vài phút nữa thôi. Có ai thắc mắc muốn hỏi cái gì nữa không? Mình thì không phải là chuyên gia đâu, nhưng mà cuộc sống hôn nhân gia đình mình cũng ham hiểu lắm về cuộc sống của mình như thế nào. Còn mỗi hương, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, không ai giống ai cả. Có những người sướng toàn, sướng từ bé đến già luôn, nhưng có những người khổ từ bé đến già luôn. Như bản thân mình đây cũng thế này. Cũng vất vả lắm. Anh Nguyễn Tranh ơi, cái câu hỏi của anh em hiểu lắm. Đấy chỉ là vô mơ, mơ ước đối với anh, chị gia đình anh khó khăn lắm.
Vì thời bây giờ chỉ có kinh tế mới làm cho người ta có chỗ dựa vững chắc, đúng không em? Ôi, sau cái câu hỏi này ấy, anh ạ, với những người phụ nữ con gái khác thì em không hiểu biết, em không hiểu người ta nghĩ gì, nhưng với em lấy chồng 11 năm sau, để mà kinh tế của vợ chồng nhà em khổ lắm, nên nói thật đó. Em đang đứng đây có cái bóng đèn, em hầu như chồng em chán đời lắm. Chồng em thì lô đề cờ bạc, nói để mà nói lấy chồng này mà lấy cái bờ vai để mà kinh tế, em chả được nương tựa chồng em cái gì hết, thậm chí em còn phải đi giả nợ cho chồng em. Nhưng mà em chưa bao giờ em nghĩ rằng vì như thế mà em bỏ chồng đâu, chẳng bao giờ em nghĩ vì chồng em chơi bời, vì đàn ông mà. Đàn ông thì có những người, những người người ta lấy ngày lúc thanh niên người ta chơi bời lắm, nhưng người ta lấy vợ vào thì người ta là rất ngoan, chịu khó, thương vợ thương con, người ta làm ăn nghĩ đến vợ đến con. Nhưng có những người đàn ông thì người ta sống vô lương tâm và vô trách nhiệm lắm. Người ta lấy vợ, gọi là lấy vợ cho có vợ, để là mang một người vợ về như kiểu một người cô xin ấy. Lấy về làm lụng, thậm chí lấy chồng xong chỉ nghĩ cho chồng, cho con, lúc còn thanh niên thì có thể là ăn chơi em mua sắm này nọ, như khi lấy chồng vào cuộc sống, lao vào cuộc sống để một hai đứa con, cuộc sống khó khăn cái là chẳng nghĩ gì cho bản thân nữa. Chỉ nghĩ làm sao hàng ngày kiếm được tiền, lo được cuộc sống hàng ngày trong gia đình này, vì đã là có gia đình nó nhiều cái khoản chi tiêu lắm, còn con cái mọi thứ, nên hàng ngày đi làm chỉ mong sao làm cố được đủ có tiền để mà chi tiêu hàng ngày những cái công việc đến với mình. Vậy em cũng thế, em lấy chồng em 12 năm rồi nhưng chồng em chẳng có tí trách nhiệm nào cả. Nhưng chứ không phải hẳn vì chồng em như thế mà em chán chồng em không yêu thương chồng em, mà em vẫn cứ lo lắng chồng em chơi bời cờ bạc thật. Nhưng không bao giờ em nghĩ bảo là vì chồng em chơi bời cờ bạc em bỏ chồng em. Em chỉ bỏ chồng em vì chồng em đi ngoại tình, chồng em đều giả bội bạc, không biết trân trọng người vợ. Ngày xưa em thanh niên con gái em cũng chẳng kém gì cái bọn bây giờ nó đi lăng nhăng ngoại tình với chồng em, thậm chí nó còn không bằng em, lúc em còn trẻ nó cũng không thể bằng em được. Nhưng vì em lấy chồng rồi ấy, em lấy chồng rồi em quên hết bản thân của mình rồi, em chỉ nghĩ rằng là em làm sao để có đủ tiền hàng ngày em trợ nuôi con em thôi, nên em chẳng nghĩ gì đến con người em ăn mặc quần áo đầu tóc mặt mũi ra sao ấy. Nên là chồng em đi làm ra ngoài thì gái người ta không có chồng không có con ấy, thì người ta làm được bao nhiêu người ta chả chút chăm chút cả bản thân người ta ghê lắm. Thì chồng mình nó thuộc vào cái thành phần là óc, nó gọi là óc chó, nói các anh thông cảm, cũng là đàn ông nhưng không phải đàn ông nào cũng thế. Nhưng mà thằng chồng em nó đi về nó so bì á, như với nó, với chồng em ấy bây giờ ấy, cái thứ bỏ đi đấy rồi gái nó cũng đá rồi, chán rồi, về hắt hủi em nói sao bị nó quan tâm này nọ. Nhưng theo nhau cái loại cơm thì có thể ăn được mãi, nhưng mà phở chỉ ăn, phở không bao giờ ăn được quanh năm ngoài tháng đâu, phở chỉ được vài bữa là chán thôi. Nên nó chán nó cũng hất rồi, bây giờ quay điện gọi điện đóm xin van rồi là biết sai biết lỗi, không bao giờ có lễ từ cổng lễ vào, không bao giờ quay về. Những cái loại chồng mà cuốn lại như thế, chỉ cái loại chồng như thế ngựa quen đường cũ thì rồi nó cũng lại như thế tiếp. Sang nhà em nói chuyện, em nói chung chung với mọi người, năm nay làm ta tâm sự cuộc sống những cái người đàn ông hay những con đàn bà, dù một người đàn bà mà lăng nhăng ấy, khốn nạn ấy, có chồng mà không biết trân trọng ấy, mà đi theo những thằng đàn ông trăng hoa trước mặt ấy, hay là thằng đàn ông mà đi ra ngoài ấy mắt mù ấy, nghĩ rằng phở nó ngon hơn cơm ấy, xong ăn một thời gian nó chán quay lại cũng không bằng cơm ấy, mà đến lúc quay về nó chẳng còn cơm, mà ăn phở cũng hết mà cơm cũng hết. Nên em cho rằng những cái người mà sống mà
không trọng tình ấy, trọng nghĩa thì những cái thứ như cái loại như thế rác rưởi bỏ đi hết. Chả sao đâu anh ơi, có một anh Nguyễn Tranh anh đang lên anh hỏi về ý kiến đàn ông với đàn bà ấy. Thì anh đang có cái vấn đề là chỗ vợ chồng anh nó hơi buồn, và anh bảo anh ở vùng cao, anh cuộc sống anh vất vả, anh hỏi thì em cũng tâm sự mà tham gia để cho anh hiểu và cuộc sống không có gì phải buồn, mình cứ sống cho mình thôi, mình sống cho mình và sống cho con, anh cứ cố gắng làm ăn, cái duyên cái số nó tự sẽ tìm đến, anh không phải nghĩ, anh đừng phải nghĩ ngợi gì cả. Em cũng nói với anh nhiều rồi mà em cũng không muốn nói lại nữa. Còn Khánh Hoàn mà bây giờ cũng đã là 4:30 rồi, chắc em xin phép mọi người nhé, nếu có dịp thì lúc khác mọi người, nếu mà em mà muốn lên livestream mọi người mà ủng hộ thì lên nói chuyện tiếp nha. Rồi em xin chào mọi người nhé. Tuấn Kake xin chào, bye bye, tạm biệt. Good morning nha. Nguyễn Tranh này, để đọc nốt tin nhắn của Nguyễn Tranh xong rồi mình xin phép mọi người mình cũng đi nghỉ đây. Anh thì lại không chửi vợ anh câu nào, không hận, không ghét, anh chỉ hận bản thân mình không giữ được gì, không gì đúng mình đúng là vợ đúng. À, Nguyễn Tranh ơi bây giờ muộn rồi, nếu mà đọc tin nhắn thì mà hiểu thì đến lúc nào nói chuyện qua Messenger đi, bạn kết bạn qua Messenger nha, qua Facebook nha, mình sẽ đồng ý kết bạn với Nguyễn Tranh để mình tâm sự và mình chia sẻ cùng bạn nói chuyện niềm vui nỗi buồn nha, và mình sẽ động viên bạn cuộc sống, bạn đừng buồn nhé. Số điện thoại này của bạn có số điện thoại này của bạn là ấy đúng không? Và Facebook đúng không? Rồi ok nhé. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Trang nhé. Em sẽ lấy số của anh.
Em hỏi chị cái này được không? Cái gì chị biết thì chị trả lời, còn cái gì chị không biết thì chị không trả lời nhé. Vì mình cũng không phải là tư vấn hay chuyên gia gì đâu. Hỏi đi. Cuộc sống mới. Chị sắp đi ngủ đây, chị sắp chào mọi người rồi. Tuấn nói đi nào. Mình không phải là chuyên gia đâu nhá, mình chỉ biết cái đến đâu mình nói đến đấy thôi nhá. Chị hơn em 10 tuổi. Em 97. Nói thế nào cho nên hiểu á. Thế bạn muốn nói cái gì? Bạn muốn nói cái gì để cho hiểu? Nếu Tuấn muốn liên hỏi chị thì Tuấn ấy đi. Mình trực tiếp nói chuyện với chị đi. Sắp ngập có nghĩa là như thế nào, ngập với gì, như thế nào, nhà cửa như thế nào, nhà tao nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm. Bạn nói như thế thì em nói như thế thì chị chưa hiểu cái ý nói của em là như thế nào.
Em không nói gì nữa đúng không? Mọi người không ai nói gì nữa đúng không? Tám một của Nguyễn Tranh à? Nguyễn Tranh ơi, số mình vừa gọi nhá, số mình vừa nhá sang máy bạn ấy nhá, đấy là số của mình đấy, không phải là ai đấy vậy, đấy là ai đấy nhỉ, là mình nhá. Nguyễn Tranh nhá, đấy là số của tớ nhá. Ờ nếu mà thôi cũng muộn rồi, mình chào mọi người đây. Có gì nếu có dịp thì mình nói chuyện sau nhá. Chào nhá.